lý do Kim Lý không muốn sinh thêm con với Hồ Ngọc Hà. Diễn viên Kim Lý nói không muốn bà xã Hồ Ngọc Hà sinh thêm con vì sợ cô vất vả. Trên trang cá nhân, Kim Lý đăng video nói về tình yêu, cuộc sống gần 7 năm qua với Hồ Ngọc Hà. Diễn viên Hương Ga cho biết anh rất thích chơi cùng con, từng muốn vợ sinh thêm em bé. Tuy nhiên, sau khi nuôi cặp song sinh Lisa, Lê Ông hơn 3 năm qua, anh không muốn Hồ Ngọc Hà sinh thêm con vì sợ vợ vất vả. Nam diễn viên cũng khen vợ khéo léo vun vén gia đình. Hà rất giỏi, có nhiều việc nhưng khi về nhà luôn nấu ăn, chăm sóc hai con. Tôi và Hà cố gắng sắp xếp đồng hành cùng con trong các hoạt động. Tôi sẽ sống ở Việt Nam lâu dài vì có gia đình, sự nghiệp ở đây, anh nói. Kim Lý cho biết động lực để anh học tiếng Việt do con gái Lisa yêu cầu và muốn trò chuyện với người thân nhà vợ. Diễn viên kể lúc mới từ Thụy Điển về Việt Nam sống, anh không biết một từ tiếng Việt. Anh thấy căng thẳng, hồi hộp vì thường xuyên ăn tối với cả gia đình vợ nhưng không thể trò chuyện. Do đó, anh quyết tâm học tiếng Việt dù thấy phát âm khó. Lisa biết tôi không rành tiếng Việt nên động viên, ba ơi, ba nói tiếng Việt đi. Khi tôi đề nghị nói tiếng Thụy Điển, Lisa không chịu, chỉ muốn tôi nói tiếng Việt. Anh kể, diễn viên 41 tuổi thấy may mắn vì hiện có nhiều thứ quý giá trong cuộc sống. Kim Lý quen Hồ Ngọc Hà từ khi hợp tác chung MV Cả Một Trời Thương Nhớ năm 2017. Họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm và gắn kết đến hiện tại. Cặp sao đăng ký kết hôn đầu năm 2020, sau đó chào đón cặp sinh đôi Lisa, Lê Ông. Cặp nghệ sĩ có nhiều điểm chung như tình yêu với thời trang, âm nhạc, du lịch, khám phá những điều mới cùng nhau. Hồ Ngọc Hà nói cũng như nhiều gia đình khác, cô và Kim Lý không tránh khỏi những mâu thuẫn bởi họ là hai cá thể với giới tính, văn hóa khác biệt. Khi cãi vã, ca sĩ nói cô và chồng chọn cách người nói tiếng Tây, người nói giọng Quảng Bình để không ai hiểu, điều tiết cơn giận dữ. Cô biết ơn bạn đời vì anh luôn nhường nhịn, yêu thương cô và các con vô điều kiện, đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Trong khi đó, Kim Lý cho biết phẩm chất luôn hướng về gia đình là điều khiến anh muốn gắn bó với Hồ Ngọc Hà. Kim Lý sinh năm 1983, có bố người Việt và mẹ người Thụy Điển. Anh tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế tại Đại học Stockholm năm 2009. Năm 2011, anh chuyển đến Toronto theo đuổi ước mơ trở thành một diễn viên và nhà sản xuất. Diễn viên được đạo diễn người Mexico, Annalyn Cang y Mayor, chọn đóng bộ phim hài lãng mạn Treading Water, tác phẩm được công chiếu ở Liên hoan phim quốc tế Miami. Vai diễn của anh trong bộ phim Antiviral Brandon Kronberg đạo diễn được công chiếu lần đầu hạng mục Unsertai tại Cannes. Năm 2014, Kim Lý về nước đóng phim Hương Ga. Năm 2016, Kim Lý sản xuất và thủ vai chính cùng Thái Hòa trong phim Vệ sĩ Sài Gòn. Sau khi đăng ký kết hôn với Hà Hồ, anh dành thời gian chăm sóc gia đình và kinh doanh. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.